Rồi, xin trọng kính chào toàn thể quý vị các anh chị em ạ. Thì cái phiên bản Thiên Long Đoàn Thị này nó có hai môn phái mình cần chú ý nhất, một là Thiên Long với Đoàn Thị. À nhầm, một là Đoàn Thị với là Ngũ Độc. Đoàn Thị là nãy mình làm một cái clip mình nói về Đoàn Thị, bây giờ mình sẽ làm cái clip nó nói về một phái Ngũ Độc ha. Thì Ngũ Độc đợt này được fix á, triệu hồi một đống bé tùm lum la. À, vậy thì chuyển qua Ngũ Độc cái đã. Rồi vô trong tin mới, cái mới tin mới coi thì điều chỉnh kỹ năng môn phái có Ngũ Độc nè. Tăng sát thương bột kích của xích hạt cho nhân vật khi còn giới hạn chịu, không còn giới hạn chịu hồi một trùng độc, tức là kêu được hai con ba con đâu đó, có thể nhiều hơn đó. Thì theo thứ tự linh xà bích thiền xích hạt phong ngô mặc thù hay bắt độc tăng tỷ lệ bạo kích cơ bản của bản thân khi gây bạo kích tỷ lệ giảm hồi chiêu của hồi trùng chưa hồi trùng độc, tức là đánh thường mà được lên bạo kích giống như đường môn tăng lên bạo kích thì gây định hơn như nào Bây không giờ trong từng chỉ cần lần ngũ từng độc kỳ ba chắc kinh có tem tăng bạo kích tấn AC công đem của linh phái khác giang thì mấy cái này không quan tâm lắm. Rồi thì mà đánh theo cái dạng không? Tem linh giang chắc nó xuống dưới tầng Ngũ 2 Độc, rồi. theo đánh theo cái kiểu gọi là bình thường nha, cho mấy bạn mới vừa mấy bạn tân thủ Tầng nhưng mà 3 tem anh em ngáo đang đi trên đánh đó tân thủ tất nhiên là ưu tiên đánh thường, mà. Rồi ai lóc xong rồi mặt của chuyển con sang Longbo tem vô Ngũ Độc đây. thì sau cũng đánh Ờ, thường tem được anh em để ngáo, giảm tem mau cái mập. bet xuống. Thì đánh thường này dư chiêu bằng tăng ở đây, còn bình thường cứ tăng đánh thường là đánh thường là tăng độc công với sát thương hệ, mà độc thì nó sẽ rút theo thời gian. Khi mà tăng đánh thường là chủ yếu là bây giờ mạnh là mạnh nhờ bet, cho nên nó là bây giờ tăng maximum bet lên chứ sao giờ. Hồi trước là bỏ bet gì đó mình không nhớ, bây giờ bạn sẽ tăng max bet lên. Hả? Thì mỗi một con nó kêu bạn một con bet bạn kêu ra nó có một cái kiểu đánh, một cái kiểu tấn công đối phương khác nhau. Rồi mây tâm cổ là búp bồ đơn thì để mạnh lên cho nên là bạn phải nâng lên 15 15. 15 ngự độc thuật à. Tăng tấn công cơ bản cái này ai cũng phải tăng rồi. Rồi cái này tăng lên 20 kill. Ai cũng phải tăng hết. Xong vậy 18 9 20. Rồi 20 ngũ độc kỳ kinh. Bây giờ cái ngũ độc kỳ kinh cái chiêu này chiêu cuối nhưng mà khi mà đánh trúng địch có tỷ lệ khiến độc sát thương truyền cho một mục tiêu xung quanh. Thì cái mục tiêu này có nên truyền có 2% sẽ nhiễm 5% sát thương độc cho một người ở gần giãn cách di chuyển 5 giây. Thì cái chiêu này là cứ được người ở gần như là tăng maximum đi. Được hai người, được cho bốn người. Hồi tăng maximum cũng giỡn hoài chứ. Tăng maximum cũng được bốn người. Rồi chỉnh lại ha, để coi chừng nào nó lên được hai người nha. À tăng lên 5 chiêu là được hai người hả? Không? Vậy thôi cứ tăng 5 chiêu đi. Hử? Không, được hai người được nhiêu. Còn không tăng nếu bạn không thích tăng, nếu theo mình thì mình nghĩ mình không bạn không nên tăng chi. Nâng chiêu này lên 10 chiêu, mười tâm cổ 15. Bách độc. À, cái này nâng lên 10. Chiêu hồi trùng độc tăng 15. 15 bách độc xuyên tâm với vạn cổ âm phong. Thì bây giờ bắt đọc xuyên tâm cái chiêu này nó sẽ tăng cho bạo kích, tăng cho bản thân 60 tỷ lệ của kết bạn gây gây bạo kích giảm thời gian chờ của chiêu hồi trùng độc 7 giây, tức là cái chiêu này nè cái mình được giảm cái chiêu hồi trùng độc đó, là nhờ cái chiêu này cho nên là nâng maximum lên ha, nâng max lên 10 trên 10 tại vì mình đang nói dạng tân thủ 15 luôn. Âm phong lên 15 luôn. À, ở giữa hai cái này thì tùy bạn thôi, mình nghĩ là bạn nên nâng tấn công cơ bản, dù sao cái này nó lay độc. Lay độc này nó chỉ mạnh ở chỗ là có người ở gần, còn không có người ở gần thì nó không lay. Cái mục tiêu xung quanh không biết nó dùng cái từ quần người ở đây, mình không biết nó có lay cho quái không, nhưng mà nó ghi mục tiêu xung quanh thì có lý hơn, nó dùng từ người thành chữ mục tiêu thì ok hơn. À, còn bình thường mà quýnh solo đi nữa cái chiêu này nó phế đi, tại vì lay lay nữa thì bạn không nâng thì cũng bằng một người ở gần, cho nên bạn nâng tùy bạn nâng thôi. À, còn nếu mình nâng á, mình sẽ nâng như vậy nè, mình nâng theo dạng cao thủ luôn. Thì bây giờ mình nếu mà cái dùng áp dụng với cái cao của mình nha, mình sẽ nâng max chiêu này lên, nâng maximum hết, nâng max 4 cái chiêu chủ động cái nữa Giờ tao biết cách âm độ với phong đam bot đơn 3 phút rồi. vô hình cổ quên nãy giờ chưa nói cái cổ. Thì khi bị tấn công khiến địch bị trúng độc nè, có 5% thi triển là độc công tăng tấn công cơ bản sát thương hệ là tổng cộng 22 lần giãn thi triển 5 mấy giây nè. Thì cái này phải tăng maximum lên. Quên nãy giờ quên tăng cái này. Thì tổng cộng 95% thi triển khi mà bạn maximum tới 95% thi triển cỡ nào cũng cũng có cái hiệu ứng này.
tổng cộng 25 lần đọc giãn cách di chuyển 5 giây lần. Hay cứ sau 5 giây thì mình được cái hiệu ứng này nữa, cứ tăng lên thôi. À, mời tâm cổ cứ quất hết luôn đi, tăng đầy lũ luôn, không hồi một chút một phần chứ lúc mà khi mà dưới phần 30% có tỷ lệ giải trừ thuộc tính hiệu quả bất lợi chuyển hóa sát thương thành hồi sinh lực duy trì một thời gian, tức là có 45% cái lực mạch và nâng cao 90% kích hoạt duy trì 4 giây giãn cách thì chuyển 30 giây, tức là khi mà mình được bọc trứng 4 giây, bọc cái trứng này thì ai cũng biết hết trơn rồi, thì mình sẽ được hồi máu cứ 30 giây đó. Nâng mạch thì mình... rồi cái kiểu này là bây giờ mình dư tới 19 điểm, bây giờ tăng vô cái nào thì tùy bạn, bạn thích lay độc cho người ta thì bạn tăng cái kiểu lay độc, mà bạn thích quýnh cái kiểu gọi là đánh solo đồ á thì mình thích mình nâng, mình sẽ nâng vậy nè. Hả? Khi mình nâng lên 20 tất nhiên không đủ điểm do cái thằng dưới rồi thì nâng vậy thôi, nâng để ta đặt tăng được cái hai người ở đây thôi, còn cái trên đây thì tùy bạn, bạn thích nâng một giữa hai chiêu này tùy bạn thích thích bị càng theo lối nào, còn mình là bị càng theo lối như vậy. Hả? Ok, còn cái lối mà BK ngũ độc thì mình sẽ BK làm sao? Bây giờ mình sẽ BK ngũ độc theo cái dạng như vậy nè. À. Rồi đầu tiên á, thì bạn cứ chịu hồi trùng độc ra. Đánh đánh quần chiến là đánh bình thường gì cũng vậy, bây giờ chịu hồi trùng độc ra thì để coi bí kíp nó hỗ trợ làm sao. Bí kíp nó hỗ trợ một phần thẳng vô lối đánh luôn. Ok, thì chịu hồi trùng độc thì nó sẽ tăng cho mấy con độc la la vậy thôi, chung là không cần dịch mấy. Vì âm phong thực cốt thì sẽ bỏ qua né tránh cuối. Độc cung cơ bản là dòng một dùng 100 dùng âm phong thuật có 100 tỷ lệ sẽ nhận được 50 điểm tốc độ đánh duy trì 5 giây, tức là mình sẽ đi xong rồi kéo tăng quân cái ra kiểu bãi trên bỏ nó ngoài tăng cái kia tốc độ đánh duy rồi trì 5 AVT giây ra lập BT khác nha. à. Rồi qua tới dạng cổ thực tâm thì độc công nó sẽ tăng 20% tấn công cơ bản và 15% tỷ lệ dẫn nổ đánh chiêu kia, xong rồi dùng vạn cổ dẫn nổ là vừa chuyển qua 40% gây sát thương thành hồi phục sức lực. Mê tâm cổ, mê tâm cổ thì chung là búp búp cái bùa trên đầu nó, cho nên là duy trì mê tâm cổ 2 giây tăng 5 lần độc công, mê tâm cổ khiến dân chờ có mục tiêu tăng thêm 3 giây, tức là ok. Cái đó đánh thì sẽ như vậy đây, dùng chịu hồi dùng độc kiên bét ra cái đã, rồi búp mê tâm cổ cho nó chịu hiệu ứng tùm lum tà la. Xong rồi bạn đánh âm phong thuật cốt để tăng tốc độ đánh. Nè, tăng tốc độ đánh nè. Rõ ràng đúng không? Tăng bí kíp tăng tốc độ đánh. Rồi tháo đồ ra mà đam dưỡng kinh khủng gì. Đây hai Đam cái độc đúng boss chết độc luôn. hết trơn. À đánh hệ thổ hèn gì, để kiếm hệ kim đứng đánh đánh thử. Nghèo ta. Hãy chạy xì cúc thiệt chứ. Ok. À, các bạn hết sẽ boss rồi ba đánh ơi, cái này xong bạn ra. Không chết hết rồi ba, chạy đâu vậy? các bạn cổ thực tâm chứ nhầm, bạn cổ thực tâm. Hả? Thì bạn đánh theo kiểu bạn BK quần chiến hay là BK Đó slot mát 1 thì cũng đánh đi. theo cái kiểu đó, lối đánh đó luôn. Hả? Thì cái kiểu đánh nó sẽ là như vậy, Có bao giờ nhưng chạy mà bót trong mắt thời này đâu biết. gian mà bạn dùng những cái combo này xong thì bạn cứ vừa đánh hit and gun thôi. Ha, bạn đánh hit and gun mình Dắt quýnh chứ thường tôi và an nổ được toàn năm nó bạo mới kích, nhưng ghê. bạo kích ngũ độc này rất là cao. Nè anh em, sát thương bạo kích nó tăng tới 30%. Đụ má hải, mày nhìn đóng phim hài. Đụ má, mày không Còn kéo cái đi mẹ đó mày nói. tịch nữa không? Còn cái tuyệt kỹ môn phái nữa. Thì bây giờ để coi tuyệt học giang hồ. Đâu, quân nhà ai Sát là thương bạo người đó kích phải tăng kéo. ngũ độc đại dẫn chú. Tăng 5% tấn sát thương bạo kích tăng tổng dùng 6 lần duy trì 5 giây, là cái hồi nãy mình được tăng thêm cho anh em coi. Mỗi lần đánh Má lâu lâu để bà Hải đưa chỗ tài cái boss mà đụ má bà Hải kéo thì mẹ. đánh thường này đó, nó được hỗ trợ khá là ngon luôn, cho nên mà anh em gán cưa kéo đánh thường được nhiều nhiều bao nhiêu hay nhiêu, tại vì đánh thường được mình được giảm chờ tới 3 chiêu lận. Mê tâm cổ rồi vạn cổ thực tâm, phải không ta, vạn cổ thực tâm. Bạn cổ thực tâm cho nên là cứ đánh thường nhiều vô hả, cái lối đánh nó sẽ như vậy, bạn cứ chịu hồi trùng độc rồi mê tâm cổ vạn Đi cổ kiếm thực mốt. tâm tăng cái tốc độ đánh Thôi cứ nghỉ như đi vậy đó, ba, về đánh chen em thường nói đánh thường cái chịu hồi trùng độc đó, cứ như vậy combo như vậy đó. Thì ngũ độc khi mà bạn đánh ngũ độc á, bạn có thể treo luôn, cái lầu treo má mày không kéo bung đi cái đó để ưu tiên người chơi đánh treo cũng được, đánh theo kiểu như vậy đây, cho bọn OT đi thằng lăng cái quân ơi. nó cứ như vậy thôi thì bạn sẽ thấy nó hiệu quả như sao. Thôi văn nội quân Đánh chen luôn, đi đánh ba. luôn một chiêu cái đó, hồi cái mất hết chiêu luôn đó. Thì hôm qua mình cũng đã nói với bạn nên để tới cái thế mình Ừ. để không quá nhiều Má chiêu, Hải, bạn Hải làm mà tôi đau trời bụng quá. cái này gọi là mình không buôn lậu nha, mua đi bán lại thôi, lúc mua thì có 10 vàng thôi, Ừ. mà lúc mà bán thì lúc mà bán thì 16 vàng, cũng có người mua mua quá trời, mua mua tích dịch phái ồ bán tới 100 mấy cái luôn. Thì coi hiện tại sao nạp nhiều dữ rồi ta, còn còn mình còn rất là nhiều trên shop.
mình sợ mình đoán không đủ, mình để coi tình hình sao. Ồ, cháy hàng tới 18 luôn, cho nên thôi để 18 sao cứ để đó mà xài. Ok, cháy hàng rồi, cháy hàng rồi. Rồi nó sẽ đánh như vậy đây đó, nó cứ vậy nè, nổ cái đó, hồi chiêu kêu thêm con bé đó, đó cứ như vậy đó. Đây hồi Theo mê sao, tâm theo cổ nè, sao, vô nó lên. giảm thời gian chờ mê tâm cổ liên tục nè, không giảm nè, anh em nhìn thấy nè, đó cứ như vậy. Kêu lần hai con bé nó không giỡn nè, kêu ba con bé luôn nè, ba con bé luôn, anh em nhìn rõ ràng ha. Một con bé thì nó sẽ trong vòng 15 giây, một con tồn tại 15 giây. Đó, ba bốn bé luôn anh em thấy không, rõ ràng nhìn trên đây nè, bé này quay vòng tròn một đống luôn. Thì do mình có băng nhuận đó anh em ơi, chứ bình thường anh em chỉ kêu được hai con giao thoa ba câu một lúc thì được 2 giây thôi. Ờ, chuyện ngộ độc có vẻ đã chứ vẫn chơi hoài. Chúng bạn lười đánh tay, bạn chơi ngộ độc thì nó một cái lựa chọn sáng suốt. Gì vậy? Rồi thì mình kết thúc clip đây rồi, theo anh em cách BK của ngộ độc như thế nào? Anh chị em có lựa cái lối BK ngộ độc nào hay hơn của mình? Anh chị em có thể comment ở dưới ha. Rồi, Thanh xin trân trọng chân chào toàn thể quý vị và anh chị em. Tôi là Chu đến từ kênh Chu Clip. Cảm ơn anh chị em bỏ thời gian ra theo dõi clip này của mình.